Quý vị thân mến, người xưa có câu vạn ác dâm vi thủ, ý muốn nói trong vạn cái ác thì tội dâm là đứng đầu, để cảnh tỉnh thế nhân rằng phạm tội tà dâm sẽ bị báo ứng nặng nề nhất. Con người ta chỉ một niệm dâm dục sẽ dẫn khởi nhiều ác niệm, làm ra những chuyện không còn liêm sỉ, đi ngược với luân thường đạo lý, các loại ác nghiệp cũng từ đó mà sinh ra. Cổ nhân cho rằng hễ phạm tội tà dâm là đã tạo nghiệp chồng chất, từ đó mà tổn hao phúc báo, con đường nhân sinh cũng vì vậy mà gặp nhiều trắc trở. Ngay sau đây là 13 quả báo đáng sợ của tà dâm. Xin mời quý vị chiêm nghiệm cùng chương trình hôm nay của Lắng Đọng Đêm Về. 1. Hao tổn phúc báo. Hao tổn phúc báo một cách nghiêm trọng, địa vị, tài phú mà con người ta nên có được cũng theo đó mà giảm bớt đi. Có những người bát tự khá là tốt, nhưng cuộc sống thực tế lại không được như ý. Rất nhiều lúc chính là vì phạm tội bất hiếu hoặc tà dâm mà hao tổn phúc báo của tự mình. Nếu như nói phúc báo của con người ta giống như một chiếc thùng, thì tà dâm chính là cái lỗ dưới đáy thùng. Có bao nhiêu phúc báo cũng đều sẽ theo đó mà rò rỉ hết. Đặc biệt là các trang mạng và phim ảnh ngày nay tràn ngập những nội dung sắc tình loạn dục, ảnh hưởng sâu nặng đến tâm trí con người ta, khiến người phạm phải tội này hao tổn phúc báo thật to lớn mà lại mau chóng. Thời đại mạng Internet này, tích phúc thì dễ, mà tạo nghiệp lại càng dễ hơn. 2. Tổn hại phẩm đức cao quý. Những người tà dâm không có khí chất tôn quý, thường bị người đời khinh thường, đi đến đâu cũng đều khiến người khác xem thường. 3. Làm việc không thuận lợi. Công việc chướng ngại trùng trùng, dẫu rằng có những chuyện mắt thấy đã sắp thành công, cũng sẽ bởi tà dâm mà sắp thành lại bại, thường thất bại một cách không giải thích được. 4. Lo sợ trùng trùng, thiếu lòng tự tin, trên người cũng không có chính khí, không dám thấy mặt cấp trên, không dám đi vào chùa miếu, sợ quỷ thần, sợ bóng tối, nhát gan, chột dạ. 5. Tổn hại linh tính con người. Trí nhớ kém, khả năng tiếp thu kém, trong nháy mắt thì đã không còn nhớ gì nữa, đầu não không thanh tĩnh, mơ mơ màng màng, năng lực học tập yếu, năng lực lý giải và phán đoán kém, dẫn đến thiếu ngủ đặc biệt nghiêm trọng, dẫn đến tinh thần xảy ra vấn đề. 6. Tàn phá dung nhan, tóc khô vàng, bạc sớm, da dẻ kém hồng, già nhanh. 7. Thân thể suy kiệt, chức năng cơ thể kém, ủ rũ không phấn chấn, không khởi tinh thần lên được, sức đề kháng bệnh tật kém, dễ dàng mắc bệnh, khí lực yếu, đi chưa được mấy bước đã cảm thấy mình mẩy đau nhức. 8. Bệnh tật đầy thân. Tà dâm sẽ chiêu mời các chứng bệnh lây qua đường tình dục. Bệnh lây qua đường tình dục khác với những chứng bệnh khác, phần đông là có liên quan với tà dâm và ma túy, rất ít khi vô duyên vô cớ mắc phải. Xét đến cùng là có liên quan với tâm không thanh tịnh. Dù không làm những chuyện qua đêm với gái mại dâm, cũng sẽ có liên quan với những hành vi tà dâm khác. Nếu làm quá nhiều chuyện tà dâm, biện pháp gọi là an toàn cũng không phòng được, luôn xảy ra điều bất trắc. Có những căn bệnh tình dục rất khó chữa trị, thậm chí có khả năng cả đời không khỏi. Đương nhiên, chẳng may mắc phải rồi cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào. Vạn pháp thế gian đều do tâm sinh. Mắc phải bệnh gì thì có liên quan mật thiết với cái tâm đó. Bệnh tình dục là liên quan với tà dâm. Nếu như có thể chân thành sám hối, hoàn toàn dứt bỏ tà dâm từ trên hành vi, lời nói, ý niệm, thì bệnh này sẽ dễ chữa trị rồi. 9. Tổn hao phúc báo hôn nhân. Tà dâm dẫn đến tổn hao phúc báo hôn nhân một cách nghiêm trọng. Chiêu mời quyến thuộc không như mong muốn. Mọi chuyện đều là có định số. Trước khi kết hôn, phóng túng bản thân, hao tổn quá nhiều phúc báo của hôn nhân. Vậy nên cưới phải đối tượng khó được như ý. Bạn có thể quy kết là tính cách không hợp. Đây là nguyên nhân biểu hiện ở tầng thứ nông cạn bề mặt.
Trên thực tế, nguyên nhân căn bản ở chỗ phúc báo của bạn đã bị hao tổn quá nhiều. Phúc báo về phương diện này quá mỏng rồi. Hôn nhân tự nhiên cũng không được hạnh phúc. Sau khi kết hôn, làm ra những chuyện tà dâm, không kể được che đậy kỹ càng thế nào, cũng đều sẽ dẫn phát vấn đề trong mối quan hệ vợ chồng. Người có nghiệp nặng về mặt này, hoặc nhẹ hoặc nặng, sẽ dẫn đến các loại bất hòa trong quan hệ vợ chồng, cho đến các loại mâu thuẫn. Người có phúc nhẹ về phương diện này, lập tức dẫn đến hôn nhân rạn nứt. 10. Đời sau không như ý. Một là dễ dàng chiêu mời hậu quả vô sinh. Người làm quá nhiều chuyện tà dâm hoặc theo nghề tà dâm, chứng bệnh vô sinh luôn cao hơn so với những người bình thường. Hai là dễ dàng khiến cho đời sau thân thể gầy yếu, không có tiền đồ sáng lạng, thậm chí chiêu cảm đứa con ngỗ nghịch. 11. Nạo phá thai. Nạo phá thai là nghiệp nặng giết người. Báo ứng trực tiếp nhất là tổn hại sức khỏe thân thể, khiến cho quan hệ nam nữ xảy ra vấn đề. Rất nhiều người đã từng nạo phá thai đều có nhận thức rằng sau khi nạo phá thai thường rất dễ xuất hiện vấn đề trong quan hệ tình cảm với người yêu hoặc vợ chồng, dẫn đến bất hòa, tranh cãi cho đến chia tay, vân vân. Đây mới chỉ là bước đầu. Quả báo nghiêm trọng hơn còn đang chờ đợi phía sau. 12. Chiêu mời tai họa. Khi phát sinh những vụ hung án, điều cảnh sát nghĩ đến đầu tiên là quan hệ đến thù hận, tình cảm hay là tiền bạc. Tà dâm vẫn luôn là một trong những nguyên nhân phá án quan trọng nhất. Chúng ta trong cuộc sống thường ngày cũng có thể cảm nhận được, sau khi làm ra những chuyện tà dâm, đánh bạc cứ hay thua tiền, lái xe dễ xảy ra tai nạn, chuyện xui xẻo gì cũng đều gặp phải. 13. Kiếp sau đọa vào ba ác đạo. Người tâm phàm nhẹ vào thiên giới, người ác tâm nặng xuống địa ngục, người đắc đạo xuất khỏi luân hồi. Người bị dâm dục khống chế là biểu hiện tà dâm cực mạnh, rơi vào ác đạo là kết quả tất nhiên. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian ghé thăm Lắng Đọng Đêm Về. Hãy đăng ký và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất từ chúng tôi. Đừng quên để lại chia sẻ cảm nhận của quý vị để chúng tôi thực hiện chương trình tốt hơn. Mến chúc quý vị một buổi tối bình an và ngon giấc.